Alo, ủa mình nhà dạo mà à, chào các bạn, mình là Du. Thì chào mừng các bạn đến với kênh Du MV, một cái kênh chuyên cung cấp cả kiến thức về lập trình mobile. Đó, thì hiện tại thì mình đang phát triển cái mạng Android và bằng Java, và tương lai sẽ có nhiều ngôn ngữ khác nữa. Thì nối tiếp cái video lần trước, mình hướng dẫn các bạn làm con game biểu hình bắt chữ bằng Android Studio á. Thì ở lần này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái chức năng gợi ý. Ok, làm một chức năng gợi ý này nhá. Thì khi bấm gợi ý này thì sẽ thêm cái gợi ý cho mình. Thêm một gợi ý cho mình. Thì ở đây mình sẽ set cho nó cái thằng on click. Ok, on click gợi ý, mở gợi ý. Mở gợi ý. Ok, thì ngay lập tức nó sẽ báo đỏ. Đấy, bấm, các bạn chỉ cần bấm nữa cái vào cái đèn vàng này, xong bấm correct. Đấy, thì nó sẽ ngay lập tức nó tạo cho bạn một cái hàm on click ở trong này. Thì có khi các bạn kích thì nó sẽ vào trong này, kích vào cái nút kia ấy, kích vào nút gợi ý ấy, thì vào trong này. Đấy, nhanh không? Đấy, nhanh không? Nhanh hơn là cái tốc độ tìm ra cái thằng nào dám thả tim cà rớt ở trên ảnh Facebook. Vào trong này nhá. Thì mình sẽ for này. Mình sẽ for. Đầu tiên for là... for cái... for thằng nào nhỉ? Để xem nào. Nhìn trên này cho chắc. Đầu tiên là sẽ for in the y bằng 0 chấm phải y mà nhỏ hơn arr câu trả lời, arr câu trả lời này chấm sai chấm phải y cộng cộng. Mình sẽ kiểm tra xem người dùng chưa trả lời được ở ô nào, đúng không? Đấy, mình khai báo một cái index này, index id bằng -1 chẳng hạn. Đấy, nếu như mà cái a là câu trả lời chấm get vị trí thứ y, nếu như người dùng ở cái đáp án người dùng điền ở vị trí thứ y ấy mà chưa trả lời ấy, chưa có chữ ấy, chứng tỏ cái len nó sẽ bằng 0, đúng không? Đấy, thì ngay lập tức id lúc này sẽ gán bằng y gán vậy, và lập tức là break, đúng không? Đấy, xong tiếp đến nữa mình for tiếp này, lần này là in the y bằng 0. Đấy, mình phải tạo ra cái string chưa, string đáp án, đáp án bằng trái vào cái UDK cứ bị làm sao á, bằng một chuỗi rỗng cộng với lại đáp án. Ủa, câu trả lời, ủa đáp án là phải đúng nhá, phải ra chữ đáp án chứ. Ủa, à đây mình gọi là gợi ý nhầm nhơn bằng đáp án chấm tra ất ở vị trí thứ id. Đó, thì sẽ lấy được ra cái cần, cái gợi ý cần mà người dùng đang cần, đúng không? Đấy, tiếp theo nữa thì gợi ý bằng gợi ý chấm to local key, to upper key. Đó, upper key lên cho nó viết hoa lên. Đấy, để so sánh cho dễ. Rồi, sau đấy mình sẽ for int y bằng 0 chấm phải y mà bằng y mà còn nhỏ hơn, y mà nhỏ hơn thằng arr là đáp án chấm sai chấm phải thì y còn cộng cộng. Đấy,
Nếu như nó phát hiện ra à, thằng gợi ý này, thằng gợi ý mà bằng bằng thằng Adam, nếu thằng cái thằng gợi ý mà chấm acquire mà nó kiểm tra với cái AR đáp án chấm ghép vị trí thứ y, nghĩa là sao? Nghĩa là cái gợi ý ấy, nó tìm được gợi ý, có nghĩa là cái chữ ở đây này, nó, ví dụ ở đây là chữ bấm gợi ý ngạn, nó tìm ra được cái chữ đầu tiên là chữ S đúng không, thì nó phải tìm ra cái chữ S này để nó xóa đi đấy, và nó lấy cái chữ S nó nhét lên trên này đấy. Thì sao? Thì lúc này á thì ngay lập tức cái ARR đáp án này chấm xét vị trí thứ y thành rỗng đó và break. Rồi sau khi break xong á thì ở đây thì cái ARR đáp án ARR câu trả lời chấm xét vị trí cái vị trí mình tìm được mà người dùng đang cần gợi ý á, cái vị trí đang trống á, mình sẽ xét thành cái gợi ý kia đó, chấm phẩy xong đấy. Sau khi xét xong rồi nhá, lông la giống kiểu là đây là mới xét ở trong data chưa hiển thị ấy, lông la như kiểu các bạn làm sờ mó người yêu á, mình có nói với giờ trước là sờ mó người yêu xong rồi là bây giờ mới với người yêu không ra, không hiển thị lên, không báo cho ai biết, thì ở dưới này thì người yêu mới báo cho biết thông qua hai hàm là hiển thị câu trả lời và hiển thị đáp án, đúng chưa? Đấy cái nhất. Và cái thứ hai nữa là sau khi trả lời xong, trả lời xong thì đương nhiên là mất tiền ấy, thì đơn giản copy cái dòng lệnh này cho mình nhá. Đó, đây copy cái dòng lệnh cho mình đấy, cạn paste xuống dưới này đấy, được chưa? Và tiền lúc này sẽ bằng tiền trừ 10 à, trừ 5, sẽ mất 5 tiền thôi. Và lưu thông tin tiếp theo đấy, các bạn chỏ lên trên này, copy cái dòng này cho mình, copy cái dòng hiển thị tiền ấy đấy, paste xuống dưới này cho mình đấy. Thì lúc này để update lại cái tiền người chơi đúng không đấy, xong rồi còn gì không? Rồi hiện tại thế thì từ từ cứ cho nó chạy xong đi, mình sẽ hướng dẫn tiếp nhá. Loa mày với những cái bị rẻ ra ấy. Alo alo, đừng rẻ. Rồi chạy này, bây giờ ví dụ mình bấm gợi ý đó, mất 45 tiền, bấm tiếp đó, bấm chi này sau này mình xóa chữ A đi à, bấm gợi ý đấy đúng không, chọn chưa đấy. Nhưng bây giờ lỡ có trường hợp này, bấm gợi ý à, bấm gợi ý à, bấm tiếp này bị dừng lại, tại sao đấy? Đơn giản bởi vì nó không tìm ra thấy cái câu trả lời nào của người dùng đang bị trống cả, nên là nó dẫn đến nó bị lỗi. Thế ở đây mình phải kiểm tra, nếu như mà cái ID mà bằng bằng trừ 1 là có nghĩa người dùng điền đúng hết rồi đấy, điền người dùng điền hết rồi ấy thì lập tức return đấy. À không 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 không, không. Sorry sorry sorry, không phải lập tức return nha. Thì bây giờ mình phải kiểm tra tiếp, mình sẽ copy thằng này này đấy, mình paste xuống ra, mình kiểm tra tiếp xem người dùng có trả lời sai ở chỗ nào không, đúng không? Nếu người dùng trả lời sai thì ngay lập tức phải phải sửa lại cho đúng, ok chưa? Còn cái viên này thì mình sẽ để trong eo nhá. Đấy. Rồi thì dưới này nhá, kiểm tra xem người dùng có trả lời sai hay không không. Các bạn đây, ở đây các bạn chấm chấm to up ở cây em đấy, xong ở trên này nhá, các bạn kiểm tra này, trình fc đi, đặt fc đi bằng đáp án chấm to up cây chấm tra
chat vị trí thứ y. Đó, chuẩn vậy. Ủa? Gì à? À quên, tra ớt nó trả ra ký tự chứ cha. Nó không trả ra chuỗi. Thì đây, dưới này xong thì mình kiểm tra acquire với thằng F. Nếu như trùng thì không nói làm gì. Còn nếu như mà nó khác ấy, nếu khác ấy thì ngay lập tức ID sẽ bằng y và break. Đấy, để kiểm tra. Thì khi biết người dùng trả lời sai đôi loại này rồi không? Thì đấy, thì cái việc đầu tiên của mình á, ví dụ như là ở chỗ này ạ, người dùng trả lời sai ở đầu tiên ạ, thì đầu tiên cái đầu tiên vẫn là như này, đúng chưa? Đó. À không không không, nếu như người dùng trả lời sai thì đầu tiên đây mình loan lên để nói cho các bạn dễ. Đây, ví dụ như chữ đầu tiên mình điền là đúng này, nhưng chữ tiếp hai là sai, thì mình đầu tiên mình phải lấy cái chữ sai này mình nhét lại xuống dưới này trước trước đã, đúng không? Đấy, thì ở đây mình phải for int y bằng không chấm phải y nhỏ hơn a là r câu trả lời đáp án chấm sai chấm phải y cộng cộng. Đấy. Thì bây giờ mình phải tìm xem cái ô nào có trống đúng không? Thì mình kiểm tra này. Nếu như mà a là đáp án này, chấm ghép vị trí thứ y chấm len mà bằng bằng không thì sao? Nếu như len bằng bằng không ấy thì lúc này cái a là đáp án của mình này. Chấm set ở vị trí thứ y set vào cái gì? Xét vào cái mà người dùng đang trả lời sai à. Đấy, như thế xét người dùng đang trả lời sai thì chính là cái a là câu trả lời chấm ghép vị trí thứ id đó. Còn ngay lập tức mình sẽ break đúng không? Đấy, xong rồi kiểm tra tiếp nha. Kiểm tra tiếp sau khi mà mình lấy được cái chữ này, mình nhét xuống dưới này rồi thì mình phải lấy cái chữ vị trí đúng để lấy lên trên này đúng không? Đấy, thì các bạn copy y xì xịt cái thằng này cho mình. Đấy, copy. Ê, thì chàng thì các bạn cứ bỏ cái eo đi, không phải copy ấy. Đó, để đấy là xong. Đấy, thế là xong. Bởi vì bên dưới là mình đã thực hiện công việc là lấy và để lên rồi. Đấy. Còn cái trường hợp đầu tiên là không thấy ô trống này. Tâm nhảy dưới đây là trường hợp người dùng trả lời sai này. Xem liệu còn trường hợp nào không nhỉ? À, còn trường hợp đầu tiên là người dùng hết tiền. Đó. Đây mình phải copy hàng ngày nhá. À, mình copy hàng ngày. Mình paste thẳng trên này. Đấy. Mình kiểm tra nếu như người model chấm người dùng chấm tiền mà nhỏ hơn 5 là sao, là hết tiền rồi đấy, thì ngay lập tức làm cái gì đấy nó return chứ không không cho không cho mở gợi ý. Mình sẽ copy cái thằng toán này nhá, mình paste xuống dưới này, nó sẽ hiển thị thông báo là bạn đã hết tiền, bạn đã hết tiền, ok chưa? Đấy. Rồi, bây giờ run này. Rồi, bây giờ test cái trường hợp mà mình trả lời sai nhá. Ví dụ chữ S này, H này. Đúng là phải lấy chữ A nó nhét lên đúng không? Bây giờ mình bấm gợi ý. Ồ, phải đang sai không? Phải đang sai không? Đấy, bởi vì nó check trước, check xem người dùng chưa mở ô nào trước. Rồi, bấm gợi ý này. Cô bỏ mẹ ai hết tiền rồi. Nghèo thế. Không kiếm tiền. Nghèo quá. Đâu xa. Đấy. Lại cái tiền. Tiền dễ. Này, ví dụ mình bấm trả lời sai. Đây là con ngựa ô đúng không?
Đúng là đầu tiên nó phải lấy chữ L chuyển sang trong này đúng không? Đấy, thì bây giờ này. Bây giờ mình bấm gợi ý này. Đấy, phải lấy chữ L. Xem lên đây không? Đấy, chữ G nó đẩy xuống này. Đấy, ngon lành cày đào chưa? Ừ, đấy. Tiếp theo là chữ ngựa đúng không? Đấy, tiếp theo là ngựa, bây giờ mình bấm gợi ý này. Đấy, chữ G nó đẩy lên trên này. Đấy. Chắc thử vài lần đi cho chắc. Ngựa ô. Đấy. Này là ma dù đúng không? À, mình bấm gợi ý này. Đấy. Có bạn thấy sai sai không? Có phải là ở chữ đầu tiên chữ A nó lấy chữ M ở đâu ấy, nó nhét lên trên này, còn chữ M trên này bị mất. Đúng chưa? Không 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 có đúng không? Đấy. Đấy mình thiếu một bước nữa. Là bước kiểm tra. Đây là kiểm tra trả lời sai, xong rồi xét ở đây này. Nhưng mà mình chưa hề xóa xóa cái thằng xóa ví dụ như kiểu Roman như kiểu ở trên này nhá. Ví dụ ở đây à. Ma dù đi. Đây, cái chữ D mình trên này. Chưa? Mà đúng ra cái chữ D nó ở dưới này đúng không? Nhưng bây giờ mình bấm gợi ý ấy. Khi mình bấm gợi ý này. Đấy, nó xuất hiện thêm một chữ D ở đây đó. Mà nó không xóa cái chữ D đi. Nó nhét chữ A của mình xuống dưới rồi đấy. Đấy. Bây giờ mình phải kiểm tra. Kiểm tra tiếp. Đây. Xuống dưới này. Dưới này mình phải kiểm tra tiếp. For thêm một lần nữa. For đây một lần nữa nha. For in the y bằng 0 chấm vậy y mà nhỏ hơn ARR câu trả lời chấm sai chấm vậy y cộng cộng đúng không? À, bỏ mẹ. Đấy. Nếu như mà cái thằng đây SI.local đây. Nếu như mà kiểm tra thấy có một thằng ký tự trùng. Lúc này là cái ký trùng với này vứt 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 thằng này lên trên này. Trùng với cái thằng gợi ý à. Đấy, trùng với cái thằng gợi ý. Chấm trùng với cái thằng gợi ý, có nghĩa là cái gợi ý đang ở sai vị trí á. Thì ngay lập tức mình phải xóa nó đi đúng không, ngay lập tức mình phải xóa nó đi đấy. ARR câu trả lời này chấm xét vị trí chữ y thành rỗng và break đấy đúng chưa đấy, ok chưa, ngay lập tức phải xóa đi đấy. Rồi văn lại thì biết. Thế nha, ôi bé chơi bỏ mẹ hết tiền này. Đâu à. Đấy. Đây là ngựa ô đúng không? Đây, ví dụ này, chữ này mình viết xếp đúng này. Tiếp theo sai. Lấy chữ G này. Mình điền đủ đúng rồi. Đủ rồi. Bây giờ là lấy chữ G. Nó nhét sang trang này. Chữ B đẩy xuống dưới. Và ô là trống. Đúng không? Bấm gợi ý. Đó. Các bạn thấy chưa? Ok chưa? À, bấm gợi ý ra nữa đấy, ok đó, thế là đã xong cái chức năng gợi ý rồi đúng không? Đấy, thì ở video tiếp theo mình hướng các bạn cái chức năng đổi câu hỏi, ok không? Đó, rồi video của mình xin được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay, có thể để lại like và comment cho mình biết. Đấy, các bạn cũng có thể ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh đấy, hoặc là để lại ý tưởng của bạn, mình sẽ giúp các bạn là thực hiện ý tưởng đấy. Ok. Rồi, video của mình xin được dừng ở đây. Chúc các bạn học vui vẻ.